ECB kêu gọi đặt ra quy định về tiền điện tử trên toàn cầu. Người dùng cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân để tránh rủi ro tài chính. Xây dựng cảng hàng không Na Sản theo phương thức PPP. Bất động sản công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy cao và giá đạt đỉnh. Đắk Nông quyết tâm làm cao tốc, rộng cửa đón nhà đầu tư. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi, 19 giờ 30 trên kênh thông tin Invest TV, và tôi là biên tập viên Quỳnh Nhi của Invest TV. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB kêu gọi đặt ra quy định về tiền điện tử trên toàn cầu. Vì giá trị số tài sản ảo này hiện đã lớn hơn giá trị các khoản vay thế chấp rủi ro từng gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 và đang xuất hiện các dấu hiệu bong bóng. Đến nay, các loại tiền điện tử như Bitcoin phần lớn nằm ngoài các quy định quản lý, song nhà chức trách ở nhiều quốc gia đang xem xét kỹ hơn mối đe dọa mà chúng có thể gây ra đối với các hệ thống tài chính do sự biến động của chúng và quy mô thị trường tiền ảo ngày càng lớn. Trong bài phát biểu tại New York, một thành viên ban giám đốc ECB, ông Fabio Panetta cho biết, chúng ta cần thực hiện các nỗ lực chung ở cấp độ toàn cầu để đưa ra các loại tiền điện tử vào tầm ngắm của pháp luật. Cần đảm bảo rằng chúng phải tuân theo các tiêu chuẩn phù hợp với những tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống tài chính. Lời kêu gọi của ông Panetta đáp lại lời kêu gọi của Ngân hàng Trung ương Anh về tăng cường giám sát để ngăn chặn tiền điện tử trở thành nhân tố rủi ro đối với sự ổn định tài chính. Theo ông Panetta, thị trường tiền điện tử hiện lớn hơn thị trường vay thế chấp dưới chuẩn, trị giá khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ hay 1.210 tỷ bảng Anh. Trước đây, khi thị trường vay thế chấp dưới chuẩn vỡ nợ đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2007. Ông Panetta cảnh báo thị trường tiền điện tử đang cho thấy những dấu hiệu tương tự. Ông nhấn mạnh, tài sản tiền điện tử đang gây ra sự bất ổn và không an toàn. Thưa quý vị, hiện nay, trong thời đại công nghệ số, các vấn nạn lừa đảo giao dịch trực tuyến là thách thức lớn mà các tổ chức tín dụng tại nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt là các giao dịch trong môi trường thương mại điện tử và qua ví điện tử. Theo các chuyên gia, để hạn chế các tra soát khiếu nại hay rủi ro từ thanh toán Internet, khách hàng lưu ý không để lộ thông tin mã giao dịch một lần OTP, số thẻ, ngày hết hạn và số CVV thường ở mặt sau của thẻ tín dụng. Nếu nghi ngờ phát sinh giao dịch gian lận, cần liên hệ các kênh chính thống của ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ như tổng đài chính thức, email tiếp nhận khiếu nại, v.v. để được hướng dẫn khóa thẻ. Khách hàng cũng không tự nhập các thông tin này trên các đường link lạ được gửi đến số email, số điện thoại, Zalo, Facebook, v.v. để tránh bị kẻ gian lợi dụng tiêu dùng qua thẻ. Ngoài ra, khách hàng không nên nhập và lưu thông tin về thẻ khi đăng ký các gói sản phẩm, dịch vụ mang tính chu kỳ như thanh toán hóa đơn. Phản hồi về tình trạng gian lận giao dịch điện tử và thẻ tín dụng hiện nay, FE Credit, công ty tài chính đi đầu về sản phẩm thẻ tín dụng chia sẻ, hầu hết các hình thức gian lận này đều nhằm mục đích đánh cắp OTP hoặc chiếm đoạt SIM của khách hàng, từ đó xác nhận các giao dịch gian lận và thực hiện rút tiền, thanh toán, mua sắm online qua thẻ của khách hàng. Do đó, khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Nếu có phát sinh nghi ngờ, cần lập tức khóa thẻ và liên hệ với tổ chức phát hành thẻ để được hỗ trợ. Công ty tài chính này cũng cho biết hiện nay, các chủ thẻ tín dụng FE Credit có rất nhiều phương thức khóa thẻ khẩn cấp khi cần thiết, như thao tác qua Zalo, ứng dụng FE Online hoặc qua chat tự động trên website www.fecredit.com.vn và thao tác qua SMS bằng cú pháp KT cách 4 số cuối thẻ gửi 8083. Công ty cũng khẳng định việc bảo mật thông tin khách hàng và an ninh hệ thống, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Thưa quý vị, vừa qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, Tổng công ty không thể cân đối để đầu tư dự án Cảng hàng không Na Sản Sơn La có chi phí lên đến 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ACV vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải tham gia ý kiến về việc xây dựng Cảng hàng không Na Sản theo phương thức PPP. Cụ thể, ACV khẳng định dự án xây dựng cảng hàng không Na Sản không nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của doanh nghiệp này.
Do vậy, trong trường hợp cần thiết phải triển khai đầu tư dự án cảng hàng không Nà Sản trong giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, ACV kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét đề xuất kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp. Ngoài sân bay Nà Sản, ACV cũng cho biết chưa có kế hoạch đầu tư mở rộng các loạt sân bay khác trong giai đoạn 2021-2025. Côn Đảo, Đồng Hới, Vinh, Chu Lai, Thọ Xuân, Tuy Hòa, Liên Khương, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cà Mau, Rạch Giá. Tổng mức đầu tư của các dự án này khoảng 21.000 tỷ đồng. Do dịch Covid-19 dẫn đến doanh thu lợi nhuận bị giảm sút, nên ACV sẽ chỉ ưu tiên nguồn lực để thực hiện 6 dự án trọng tâm gồm sân bay Long Thành giai đoạn 1, nhà ga T3 Tây Sơn Nhất, mở rộng nhà ga T2 Nội Bài, nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Phú Bài, đầu tư mở rộng sân bay Điện Biên, nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay sân bay Cát Bi. Được biết, cảng hàng không Nà Sản được Thủ tướng xác định trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định số 249 QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 1 năm 2015 với quy mô cảng hàng không nội địa cấp 4C và sân bay quân sự cấp 1 là loại sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, công suất đến năm 2030 đạt 1,5 triệu hành khách trên một năm, diện tích quy hoạch là 498,67 ha. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, cảng hàng không Nà Sản có vai trò quan trọng trong mạng lưới sân bay chính của khu vực Tây Bắc, đồng thời là sân bay chính trong mạng sân bay quân sự quốc gia, sân bay tuyến số 2, có vị trí quan trọng trong chiến lược phòng thủ khu vực và đất nước, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh trong công tác tuần tra và kiểm soát vùng biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định sẽ ưu tiên dùng nguồn lực của địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng và đã xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cảng hàng không Nà Sản. Hiện nay, đã có các nhà đầu tư quan tâm như Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quan tâm nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT. Thưa quý vị, theo giới chuyên gia, hiện nay nếu đặt lên bàn cân so sánh với các nước trong khu vực thì Việt Nam đang được đánh giá là điểm dừng chân lý tưởng cho các nhà đầu tư. Bởi Việt Nam đang có nhiều điểm thu hút các nhà đầu tư mạnh tay chi tiền vào bất động sản công nghiệp. Cụ thể, đất công nghiệp có mức giá tương đối hợp lý, có nhiều nhà phát triển bất động sản uy tín cùng với chính sách pháp lý phù hợp. Các yếu tố khác như dân cư, nguồn lao động, chi phí nhân công, vị trí địa lý, mạng lưới giao thông thuận tiện và khả năng tiếp cận các cảng và sân bay quốc tế giúp cho việc xuất nhập khẩu thành phẩm và sản phẩm thuận lợi cũng là một điểm cộng trong quá trình khảo sát của nhà đầu tư. Minh chứng rõ ràng hơn là trong quý 1 năm 2022, Zone Lăng La Xeo ghi nhận tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp phía Bắc duy trì ở mức 80%, tăng nhanh so với mức 75% cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn cũng tiếp tục ở mức cao, đạt 98%. Cùng với đó, giá thuê đất và nhà xưởng đạt 109 đô la Mỹ trên 1m² trong một chu kỳ thuê vẫn giữ đà tăng nhanh với mức tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt mức 4,7 đô la Mỹ trên 1m² trên một tháng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Theo dự báo của Zone Lăng La Xeo, thị trường phía Bắc tiếp tục sôi động với nhiều dự án mới. Năm 2022, việc mở cửa đường bay và áp dụng hộ chiếu vaccine để phục hồi nền kinh tế, cùng với các nỗ lực thu hút đầu tư từ các địa phương, thị trường công nghiệp phía Bắc được dự đoán sẽ tiếp tục là lựa chọn của các nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn cung trong năm 2022 hứa hẹn sẽ dồi dào khi các tỉnh giáp Hà Nội đều có kế hoạch triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn. Điển hình là phải kể đến khu công nghiệp Xuân Cầu, Hải Phòng đã được khu kinh tế Hải Phòng trao giấy chứng nhận đầu tư. Cùng lúc, các khu công nghiệp Bình Giang 2, Thanh Hà và Kim Thành đã được bổ sung vào quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương. Tại Hưng Yên, khu công nghiệp số 5 đã được phê duyệt quy hoạch 1/500. Quý vị thân mến, ngày 25 tháng 4 năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông và Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị phối hợp triển khai thực hiện dự án cao tốc Đắk Nông - Trơn Thành. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thống nhất cao về hướng tuyến mà tỉnh Bình Phước đề xuất và thống nhất về việc lập vùng nguyên vật liệu để mở đường cao tốc.
Cụ thể, đoạn qua Đắk Nông dự kiến từ Gia Nghĩa đến Bình Phước có chiều dài khoảng 37,7 km. Các hướng tuyến cao tốc đi qua địa bàn Đắk Nông đều được thông báo quy hoạch, giao cho các nhà chức năng quản lý mặt bằng. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thành Dành khẳng định, tuyến đường cao tốc Đắk Nông - Trơn Thành có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi địa phương và cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Do vậy, ông yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt, nhất là huyện Đắk Rớp và thành phố Gia Nghĩa kết nối để giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi khi dự án đi vào triển khai trong thời gian sớm nhất. Qua cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh có công văn thống nhất để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Trung ương triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười, Đắk Nông là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Lãnh đạo và nhân dân luôn xem trọng vai trò của các doanh nghiệp đến với địa bàn tỉnh. Địa phương luôn sẵn sàng tạo điều kiện và đồng hành cùng các doanh nghiệp để xây dựng Đắk Nông phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tỉnh đang xây dựng, hoàn thiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư để điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế các chính sách không còn phù hợp nhằm hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm và thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Về công tác hỗ trợ nhà đầu tư, tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, quy định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trong việc chủ động thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Qua đó, hỗ trợ cho các nhà đầu tư triển khai dự án đúng theo tiến độ và các quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vừa qua, theo thông tin từ giới đầu tư bất động sản, trong số các tập đoàn lớn đang đề xuất các dự án đầu tư ở Đắk Nông, tập đoàn Servico đang có tham vọng lớn để chiếm lĩnh thị trường ở địa phương này khi đề xuất một lúc 7 dự án khủng. Theo đó, thông tin ban đầu về các dự án này như sau. Một là dự án về khu công nghiệp chế biến aluminum, hạ tầng, kỹ thuật cho ngành hàng không. Theo đó, dự án sẽ phối hợp để tạo thành khu công nghiệp liên ngành, từ chế biến quặng thô đến sản phẩm đầu cuối là sản phẩm tiêu dùng cho các ngành công nghiệp xây dựng và tiêu thụ dân dụng, kết hợp hoạt động khai thác, sản xuất alumina, điện phân, chế tạo thành phẩm cho các ngành công nghiệp và tiêu dùng. Hai là dự án về thuê môi trường rừng. Với dự án này, tín chỉ carbon, y tế, du lịch inbound, dược liệu và xuất nhập khẩu cây cảnh sẽ được đẩy mạnh. Ba là dự án về khu đô thị sinh thái bảo tồn đa dạng văn hóa và đa dạng sinh học tại Tây Nguyên theo Công ước UNESCO ở khu vực Tà Đùng. Theo đó, khu du lịch sinh thái thông minh, các chuỗi sản phẩm du lịch vui chơi giải trí hồ đảo, vui chơi giải trí cụm thác dưới tán rừng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch sinh thái kết hợp với lưu trú nghỉ dưỡng trong rừng nguyên sinh và du lịch tín ngưỡng, bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng văn hóa, không chất thải và zero carbon sẽ được kích hoạt phát triển. 4 là dự án khu biệt thự cao cấp Sun Golf 54 hố. Mục đích của dự án này là trở thành điểm đến chơi golf của khu vực châu Á, kết hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thư giãn cho các chuyên gia quốc tế làm việc tại Đắk Nông, dần trở thành điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 5 là dự án khu đô thị Smart City Đắk Nông. Dự án sẽ tạo thành một chuỗi các dự án liên hoàn, liên kết, kết nối các khu đô thị, các khu công nghiệp, tạo ra sản phẩm đặc biệt, thu hút các nhà đầu tư các khu vực khác tới với Đắk Nông. 6 là dự án khu đô thị Logistics sân bay Đắk Nông Nhân Cơ. Dự án này nhằm thúc đẩy giao thương, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao việc trao đổi hàng hóa giữa các khu vực trong nước và kết nối toàn cầu, tạo động lực để ngành du lịch phát triển. 7 là dự án khu thương mại dịch vụ hỗn hợp và khách sạn 5 sao. Dự án này sẽ cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về lưu trú, trung tâm thương mại và giải trí cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, du khách tới với Đắk Nông, đồng thời đáp ứng nhu cầu các tổ chức sự kiện của tỉnh và khu vực, hình thành khu thương mại phức hợp được bố trí tập trung, liên hoàn giữa trung tâm thành phố Gia Nghĩa. Với đề xuất này, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, từ cuối năm 2021 đến nay, tình trạng sốt đất đã diễn ra trên diện rộng. Tại không ít khu vực, dù không có dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hay thông tin mới về quy hoạch, giá đất vẫn tăng theo cấp số nhân. Trước tình trạng đó, nhiều địa phương đã ra văn bản yêu cầu siết chặt việc quản lý phân lô bán nền. Các chuyên gia cho rằng động thái này là cần thiết, nhưng về lâu dài thì chưa phải là giải pháp hiệu quả.
Theo đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do không ít cá nhân hoặc nhóm người đã có hành vi đi gom đất, phân lô rồi thổi giá, tạo sốt ảo để bán ra ăn chênh lệch, gây lũng loạn thị trường. Ở một số nơi, đất không rõ nguồn gốc, đất vườn, đất nông nghiệp cũng được phân lô và giao bán. Nhiều môi giới còn trực tiếp hoặc tiếp tay cho chủ dự án lừa đảo khách hàng bằng dự án ma, bằng thông tin thất thiệt. Từ đó gây hậu quả cho người tiêu dùng, ảnh hưởng uy tín của thương hiệu của các nhà đầu tư chân chính, đồng thời gây bất ổn cho thị trường bất động sản. Trước thực trạng này, mới đây, chính quyền nhiều địa phương trong đó có Hà Nội đã ban hành văn bản tạm dừng giải quyết thủ tục về chia tách thửa đối với đất nông nghiệp, thửa đất gồm đất ở và đất nông nghiệp, thửa đất phi nông nghiệp không có đất ở, v.v. Việc này sẽ góp phần ngăn chặn được hoạt động gom đất hỗn hợp tràn lan rồi phân lô, giao bán trái mục đích sử dụng. Tôi cho rằng sau loạt động thái mạnh của chính quyền các tỉnh, giao dịch đất nền có thể bị khựng lại. Nhưng đây là điều cần thiết, bởi nếu thị trường đất nền phát triển theo hướng tràn lan, tùy tiện để đầu cơ, trục lợi thì sẽ không mang lại lợi ích gì cho sự phát triển của địa phương, của thị trường nhà ở, mà còn góp phần tạo nên tình trạng sốt đất, sốt giá ảo. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định. Cũng nói về chủ trương tạm dừng phân lô của các địa phương, ông Phạm Anh Khôi, CEO công ty tài chính Fina đánh giá, đây là những chính sách mang lại sự tích cực hơn cho thị trường, đặc biệt là sẽ góp phần quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền không theo quy hoạch, trái quy định của chính phủ, gia tăng đầu cơ bất động sản làm ảnh hưởng tới thị trường. Khi những hoạt động này bị cản lại, sẽ mang đến lợi ích, đồng thời hạn chế rủi ro cho thị trường và cả người mua. Ngoài ra, chính sách này được ban hành cũng góp phần gìm bớt sự tăng giá bất động sản do đầu cơ. Thực tế thì các thị trường mang tính đầu cơ cao, hiện giá đất đã giảm rồi. Ví dụ như Bình Phước hay những nơi xuất hiện cơn sốt ảo, sốt nhanh nhưng ngừng cũng rất nhanh. Còn với những nơi có cơ sở để tăng giá, được đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút dân cư đến ở nhiều thì vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá nhưng sẽ không tăng đột biến, ông Khôi nói. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích, việc phân lô bán nền tràn lan đang tạo ra lượng lớn hàng hóa bất động sản lậu trên thị trường. Do lách luật, do không phải dự án chính thống được phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đầu tư. Từ đó gây nên nhiều hệ lụy như làm hỗn loạn thị trường, tăng giá đất, cản trở hoạt động đầu tư chính thống, gây khó khăn trong quy định quản lý tại các địa phương. Vì thế, việc ngăn chặn tình trạng này là rất cần thiết. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường thì có thể liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail truyenhinhinvest@gmail.com. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.